Rồi uống tự nhiên đi. Rồi hỏi cái này là cái gì chị á? Cái này là nem nướng Nha Trang. Nem nướng Nha Trang. Cái này là gỏi sứa. Gỏi sứa. Hải đầy dĩa giờ lưng rồi, tại làm sao? Gỏi sứa nha. Ở phi trường Việt Nam đó các bạn ơi, chỗ ăn uống nha, quầy ăn uống. Gia đình mình đi ăn sáng các bạn ơi. Đây là góc đường Trần Tấn Khải nha các bạn. Đó. Năm nay mình về Việt Nam, gia đình mình đi đón không được nhiều, chừng chục người thôi à. Nếu có vợ mình về thì hơi đông à, cỡ hai mấy người. Đây quán hủ tiếu. Này đậu mạnh không à, chắc bút hai tô. Hai tô không? Ai hai tô đăng ký nha. Hủ tiếu buổi sáng nha bà con ơi. Ở Sài Gòn bán hủ tiếu rất là ngon các bạn. Đây. À. Đầy đủ. Tóp mỡ. Ha. À. Tóp. Rồi mới hừng sáng nè bà con ơi. Mới 5 giờ sáng Việt Nam mà chưa ai thức hết đó. Mình ngủ không được, bây giờ đi ăn bún mắm. Không, trời cũng tối thui. Việt Nam thức sớm. Bán sớm. Ở ngoài. Đây ha. Đây là cơm đất. Tôm đất à, tôm thì ok, cũng hơi nhỏ xíu nè. Trứng cá lóc nữa các bạn à. Bún nước lèo nha, chứ không phải bún mắm nha, bún nước lèo. Này cá này các bạn ơi. Dĩa rau. Thì có cái gì giá bắp chuối hè
Việt Nam bây giờ ta hay có cái dùng cái đó, giống như là rau hẹ đó các bạn, người ta trụng không biết lý do sao chắc sát trùng nha. Thường thường thì mình phái sống người ta hay trụng á, trụng cho chín hơi hơi á để cho nó sát trùng quá sát dĩ á. Nó có lóc rồi, mời các bạn ăn sáng với mình nha. Việt Nam công nhận ăn 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 sớm thiệt chứ, mở cửa xuống đó các bạn ơi. Các bạn nãy thấy tô bún mắm đầy không, bây giờ vớt không còn một miếng, công nhận ngon quá các bạn, trên trên cả tuyệt vời nha. Này ở Cà Mau nha các bạn, địa điểm Cà Mau bên siêu thị phường 7, nếu các bạn ở phương xa về đến đây ủng hộ quán bún mắm này nha, quá ngon hết sảy, còn mà 7 luôn, nó ăn hết nước luôn rồi thấy không đó. Dân Vĩnh Long bên đó có khai tô đó. Nào. Này Đài Loan. Đài Loan. Đài Loan quá. Mình dùng buổi sáng là quá nhỏ vậy thôi đó. Đó. Ngày trước là nè. Mấy cái này là cho mang về nha, bọc vô mang về. Nhưng mà đặc biệt con cái là trời hơi tối. Đã bún mắm là phải tôm này nha các bạn. Tôm đất nha. Phải vậy á, mới là bún mắm. Một cuốn riêu vĩ đại, một cuốn nước lèo. Ở đây là cái gì tươi nhất các bạn biết không? Rau, rau bắp chuối. Bắp chuối bên Mỹ khó kiếm nha các bạn, ở Việt Nam là bao la. Giá Việt Nam ngon lắm các bạn ơi, cộng non non, 2:30 đêm, 2:30 đêm giật mình thức dậy đói bụng chạy qua hủ tiếu Quỳnh ăn luôn. Này, hủ tiếu gì hủ tiếu này là không phải hủ tiếu Quỳnh. Nửa đêm thức dậy là cứ đi ăn, có chỗ ăn. Đây, hai con tôm bự á, chờ báo lửa hủ tiếu nha bà con. Mình ở, đang ở Sài Gòn các bạn ơi. Chị Yến vũ anh em mình đi ăn cơm niêu nha, cơm niêu Yến. Chỗ này đẹp nha, mình thu lại hình ảnh cho các bạn xem nha. Có em của anh Hưng Duyên, em của anh Tiền. Rồi, hấp dẫn. Rồi vô trong rồi các bạn, vô trong. Rồi uống tự nhiên đi. Rồi hỏi cái này là cái gì chị á? Cái này là nem nướng Nha Trang. Nem nướng Nha Trang. Cái này là gỏi sứa. Gỏi sứa. Thấy đầy dĩa giờ lên rồi, tại sao? Gỏi sứa nha. Thank you.
Tiếp tục món thiếu nhìn quá hấp dẫn. Hai tôm nụ chồng thành gỡ vợ hoài. Dạ. Các bạn ơi, chị Yến đãi đồ rất là ngon. Rồi, cảm ơn chị Yến rất nhiều. Rồi, thank you chị Yến nha, hẹn gặp lại. Bây giờ nó kẹt đi bộ tạm tạm đi. Rồi, đoàn về đêm nha các bạn. Đây là đàn nướng nha. Ôi, đại gia đình nhiều lắm nha. Đại gia đình à.